Cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Một vài tin mà Hoàng Dung cũng như Mai Tuấn gửi tới quý vị có lẽ rất cần thiết để cho chúng ta nghe rõ để hiểu. Thưa quý vị, mời Hoàng Dung. Dạ. Thưa quý vị, người tạm cư gốc Việt và quy định nhập cư mới của Tổng thống Trump. Quy định mới này là một phần trong những nỗ lực của Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump nhằm kiềm chế cả nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp, vấn đề nền tảng cho nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Vào hôm thứ Hai ngày 12 tháng 8, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ban hành quy định mới gây tranh cãi là sẽ từ chối cấp giấy nhập cảnh hay là quy chế thường trú nhân cho những người có thu nhập thấp. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 và sẽ từ chối đơn xin làm thẻ xanh tạm thời hay là lâu dài cho những người không có đủ tiêu chuẩn về thu nhập, hoặc nếu họ sẽ phải nhận trợ cấp xã hội như là tem mua thực phẩm, trợ cấp nhà ở hoặc trợ cấp y tế. Chính phủ dự kiến quy định này sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến hồ sơ của 382.000 dân nhập cư, nhưng các nhà hoạt động cho dân nhập cư nói rằng con số có thể cao hơn, đặc biệt nếu được áp dụng cho hàng triệu người đang xin giấy nhập cảnh ở các lãnh sự và đại sứ quán Hoa Kỳ trên thế giới, thưa quý vị. Và dĩ nhiên, thưa quý khán thính giả, sẽ là một cái dấu mốc để cho giới chỉ trích chống lại Tổng thống Donald Trump. Giới chỉ trích thì cho rằng đây là nỗ lực giới hạn cả nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Trump. Trong khi đó, một số chuyên gia nói quy định này có thể cắt giảm số người nhập cư hợp pháp đến một nửa. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ có một định nghĩa cụ thể về gánh nặng xã hội. Nhờ ông Ken Cuccinelli là giám đốc dịch vụ công dân và nhập cư Hoa Kỳ cho biết là quy định mới sẽ giúp làm rõ vấn đề này. Có nhiều yếu tố để đánh giá một người có phải là gánh nặng xã hội hay không. Việc một người có thể trở thành gánh nặng xã hội hay không được xác định khi lợi tức hàng năm của họ có cao bằng 125% mức sống tối thiểu, tức là khoảng 15.613 Mỹ Kim cho một người, tức là lương làm một năm, thưa quý vị nhé, khoảng 15.613 Mỹ Kim cho một năm, hay là 25.750 Mỹ Kim cho một gia đình 4 người. Nếu không đủ tiêu chuẩn như vậy thì đó là điều nguy hiểm đấy. Những ai có lợi tức hàng năm thấp hơn như chúng tôi vừa thưa, tức là mức sống tối thiểu như trên, thì sẽ bị cho là có thể trở thành gánh nặng xã hội. Và những người nhập cư sẽ là gánh nặng xã hội nếu họ lại còn nhận trợ cấp xã hội dưới bất cứ hình thức nào suốt 12 tháng trong thời gian 3 năm vừa qua, thì chắc chắn họ sẽ không được nhận để xin trở thành công dân Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên sau đây thì Hoàng Dung sẽ gửi tiếp đến quý vị thế nào gọi là trợ cấp xã hội. Mời quý vị theo dõi, bởi vì chắc chắn chúng tôi hiểu rằng cũng có rất nhiều người trong chúng ta đang ở trong cái tình trạng bấp bênh như vậy, và chúng ta mong rằng nó sẽ không xảy ra. Mời Hoàng Dung. Và kính thưa quý vị, thế nào gọi là trợ cấp xã hội? Trợ cấp xã hội bao gồm các chương trình như là Supplemental Security Income, xin tạm dịch là hỗ trợ thu nhập, Temporary Assistance for Needy Families, xin tạm dịch là hỗ trợ tạm thời cho gia đình khó khăn, và Supplemental Nutrition Assistance Program, xin tạm dịch là chương trình hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng, và phần lớn các dịch vụ Medicaid và các chương trình nhà ở xã hội. Nguyên tắc thúc đẩy quy định này là một giá trị cũ của Hoa Kỳ, và giá trị đó là sự tự túc, ông Cuccinelli đã nói trong một phỏng vấn với đài Fox News như vậy. Điều đó có nghĩa là người xin nhập cảnh hay nhập tịch Hoa Kỳ phải có khả năng tự lập kinh tế và không phải nhờ vả vào trợ cấp xã hội dưới bất cứ hình thức nào, thưa quý vị. Và thưa quý vị, Hoàng Dung vừa kết thúc cái phần tin vừa rồi, nó cũng khá đầy đủ nhưng mà chưa có hoàn toàn lắm. Chúng tôi cũng chỉ xin phép đóng góp thêm là nói tóm lại là cái luật mới là không có, nếu muốn trở thành công dân Hoa Kỳ thì không có nhận bất cứ cái trợ cấp nào của chính phủ. Ngay cả những chuyện như thế là như trong cộng đồng của chúng ta cũng có nhiều người chẳng hạn như nhận trợ cấp thực phẩm, tem phiếu thực phẩm đó, hoặc là
gọi là nhà gì, gọi là nhà housing. Housing. Đó là toàn là những cái, mà những cái housing nếu mà đã trở thành công dân thôi thì tệ ổn. Uh-huh. Nhưng mà nếu mà bây giờ mới bắt đầu mà đang là nhà có thẻ xanh mà lại nhận những nhiệm vụ đó, nhận những trợ cấp đó là nguy hiểm lắm. Cho nên là chúng ta để ý một chút là không biết nó sẽ ra sao. Mong rằng cái chuyện này nó sẽ không xảy ra. Vì đây đang là cái quyết định mới của Tổng thống Donald Trump và chắc chắn nó còn gây tranh cãi, thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin sau cùng về liên quan đến các cô dâu Việt Nam chúng ta ở Nam Hàn. Đó là dân mạng Hàn Quốc, của người Hàn Quốc vị, quý vị nhé, bất bình về vụ rao bán cô dâu Việt như là một món hàng. Những người sử dụng các mạng Hàn Quốc đang rất bất bình về việc các công ty môi giới hôn nhân nước này quảng cáo phụ nữ Việt Nam như là một món hàng. Quý vị cho phép Mai Tuấn được thêm chữ tha nổi. Họ kêu gọi siết chặt luật kết hôn để tránh tình trạng mua bán vợ. Sau vụ cô dâu Việt bị chồng người Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn đến gãy xương sườn, như chúng tôi đã loan tin cách đây 1-2 tháng, thì mạng xã hội Hàn Quốc lại dậy sóng trước loạt hình ảnh các công ty môi giới hôn nhân quảng cáo phụ nữ Việt Nam như món hàng. Phóng sự của đài Hàn Quốc có tên là IMBC mới đây về vụ việc đã thu hút hàng trăm lượt bình luận trên mạng xã hội Naver của tiếng Hàn, trong đó đa số bày tỏ phẫn nộ với hành vi mua bán. Thật sự không thể giữ bình tĩnh được, trong số các profile, tức là hồ sơ, còn có cả trẻ vị thành niên nữa. Làm sao họ có thể sống như vậy được? Hãy thay đổi bản thân đi, đừng bỏ tiền ra mua người khác, chịu đựng cho nhân cách xấu xa của bạn. Nếu không kết hôn được, hãy sống một mình, nuôi dưỡng tâm hồn đi, đừng suy nghĩ mua vợ như nô lệ. Đó là một lời bình luận của một người sử dụng mạng xã hội Never, tức là người Hàn Quốc, tức là họ bênh vực cái chuyện xứng đáng cho người phụ nữ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, bản tin sau cùng đã chấm dứt phần tin hôm nay của chúng tôi và mời Hoàng Dung gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, bản tin của anh Mai Tuấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức thời sự của hệ thống truyền hình PBS. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an, thật hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt quý vị.